Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Toyota Innova G có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, trước này mang biển kiểm soát 51A 60070. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe rất là sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2006, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Sài Gòn. Hiện tại trước này đã có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Innova, một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe lồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân các bác nhá. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, cả tài là 8 chỗ các bác nhá. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày. Hai cặp đèn phanh của nó rất là sáng bóng đều nhau các bác này. Đấy, mang biển kiểm soát Sài Gòn các bác nhá. Bác là Sài Gòn, Hà Nội đúng chân, mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Đấy, sơn xi led căng, form dáng rất là đẹp. Cam kết các bạn là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó chắc lịch các bác nhá, không hề có dấu hiệu mục mọt. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số còn zin các bác nhá. Đó, máy thì rất là ok, gầm chắc, máy chất gầm chắc côn số ngọt. Đây là phần cốp sau xe các bác này, tất cả đinh bấm giằng giật nguyên bản, keo chỉ của nó vẫn còn zin. Đó các bác xem, rất ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng mà sử dụng thôi. Tất cả những cái lỗ của nó này vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Còn đây là phần hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy, ghế da vẫn còn ghế da xịn nguyên bản theo xe. Tất cả những ốp nhựa khít khịt luôn. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Trang bị hai dàn điều hòa đồng lập với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa. Một mẫu xe gia đình. Anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại thì khoang đựng đồ của nó rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Phần cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt. Lốp dép rất là đẹp, khe múi rất là dày. Trang bị la răng đúc 4 bánh, hộp sàn ba bô lê. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai các bác này. Ghế da nguyên bản các bác nhá. Sở rất là mềm mại êm ái. Phần bậc lên xuống. Hốc bàn lề. Táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Đó. Nét căng các bác nhá. Tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Keo chỉ zin đều tấp tắp. Phần cột kèo. Cột kèo đinh bấm zin nguyên bản. Thank you.
nội thất của nó rất là tươi. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Đầu Toyota nguyên bản theo xe. Trang bị bô lăng 4 chấu, túi khí an toàn cho người lái. Phần táp lô của nó này. Phần bậc trên xuống. Ốc bản lề. Ốc bản lề zin. Phần cột kèo. Cột kèo đinh bấm này. Zin nguyên bản. Phần táp ly của cánh cửa đang trước bên phụ. Tất cả khung cánh cửa các bác này led căng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng quá yên tâm các bác nhé. Không có một lỗi nhỏ luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình Innova bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Đăng kiểm của nó vào đến tháng 6 năm 2021 các bác này. Phần lóc của xe này đó, không hề có hiện tượng của mòn các bác nhé. Đấy, lóc còn có cả giá đựng đồ các bác nhé. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ. Đấy các bác xem, tất cả vua lốp không hề bù mọt chi. Xe đẹp gắt luôn. Sơn xi của nó sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Innova G có năm sản xuất 2006, tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Với giá tiền 255 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy kính nhận nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Còn đây là phần quả lốp đang sau bên lái con này. Lốp dép rất là đẹp, cua lốp không hề có hiện tượng mù mọt. Khe múi rất là dày. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái. Đây các bác xem, xe gia đình nên là táp ly của nó này. Rất là đẹp luôn các bác nhé, phải nói rất là đẹp. Ít khi có con Innova đời cùng đời 2006 mà nó đẹp gắt như thế này. Đó, tất cả khung cánh cửa. Cột kèo đinh bấm. Nguyên zin. Nội thất rất là tươi. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Đây là phần táp ly của cánh cửa đang trước bên lái các bác này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Phần keo chỉ khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt chi các bác nhá. Không hề mục mọt. Tem mác theo nhà máy sản xuất. Ốc bản lề. Zin nguyên bản.
phần cột kéo đinh bấm. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng rất là đẹp luôn. Xe gia đình nên là người ta đi sử dụng rất ít là ít, nên là tất cả những cái kẽ bô lăng này không hề có sự hao mòn mấy các bác nhé. Sau đây em sẽ nổ máy lên này. Vâng, máy đã nổ các bác nhé. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Âm thanh vũ trường, phun nước gạt mưa. Phần quả số đây, phanh tay này, các bác xem quả số vẫn còn đẹp gắt luôn. Bệ tỉ tay này, tất cả những cái nút điều hòa này đó, không hề có sự hao mòn mấy các bác nhé. Táp lô, tất cả ốp cột khít khít luôn. Phần chắn nắng này, hộp đựng kính này, đèn trần, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé. Trần nỉ bên trong đẹp gắt luôn các bác này. Đây là vùng điều hòa phía sau này. Phần kính lên xuống này hoạt động rất là trơn tru đó, rất là ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng quá nên yên tâm các bác nhé. Phải nói là một mẫu xe Innova hiếm con cùng đời mà còn đẹp như thế này các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006, bản G xịn lắm nhá. Đấy, máy móc này khô ráo sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì dầu, máy nổ rất là êm. Tất cả những cái lỗ của nó tròn zin các bác này, zin nguyên bản các bác nhá, không hề có dấu hiệu mong méo gì. Đây là cụm chia ABS chống trơn chống trượt chống bong. Con này là máy số gì đó nha, máy số gì của một xe gia đình, không taxi không dịch vụ. 255 lò. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản G bản đủ tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Tiếng máy nổ rất là êm. Đấy, tổng quan khoang máy thôi nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng quá yên tâm luôn, không hề đâm xô tai nạn, không taxi không dịch vụ quá nhá, xe thực chất luôn. Còn đây là phần lắp capo này. Đó, tổng quan của lắp capo. Đấy, tất cả những cái lỗ của nó tròn zin nguyên bản. Và đây là phần tổng quan khoang máy các bác nhé.
vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.